Trước kia thì những bè cá trên sông Tiền như thế này chủ yếu được dùng để nuôi cá tra, cá ba sa hay là cá điều hồng. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại thì chưa cao. Chính vì thế nhiều bà con đã chủ động tìm hiểu và thay đổi loại vật nuôi phù hợp hơn. Ở đây em có nuôi cá hô, cá trà sóc, cá dầu cờ hay còn gọi là cá mập nước ngọt, cá chấm đen, cá cóc, cá mè hôi và một số loại cá ngắn hạn, ngắn nhất là khoảng 18 tháng, dài nhất thì cá hiện nay là khoảng chừng 7-8 năm á. Đó là những loài cá quý hiếm được chị Phụng đưa về nhân nuôi trên dãy lồng bè gần 40 cái, cặp sông Tiền, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điểm đặc biệt là lồng bè được thiết kế với hệ thống lưới chắc chắn, có che chắn phần mặt nước để tránh tình trạng cá phóng ra sông. Hiện những loài cá này đang được ưa chuộng và bán khá cao, từ 120.000 đến 300.000 đồng một ký. Cá hồi này chắc cỡ 18-20 kg. Cái này là mình nuôi khoảng chừng 8 năm nó sẽ lên trọng lượng như thế này. Con này cỡ 20 kg. 2 năm đầu là coi như là mình không có lợi nhuận về nó luôn, tại vì cá này mình không có kinh nghiệm về nó. Đa phần thì mình nuôi cá là mình chủ yếu là kinh nghiệm nuôi thôi, còn cái kiến thức nó là nó không áp dụng được, cho nên là khi mình cái con giống mà mình nuôi nó bị hư á, thì mình sẽ không có dưỡng lên cá to được, là mình bỏ những năm đó rồi mình rút kinh nghiệm và những năm sau mình làm thì ổn hơn. Để thành công với mô hình, kinh nghiệm đúc kết được chính là mật độ thả nuôi phải thừa. Một bè thì khoảng chừng 100 đến 200 con thôi. Tại sao? Tại vì những cái con cá này nó rất là lớn con, cho nên là anh nuôi thưa, và khi mà cái đối tượng khách hàng của mình là nhà hàng và khách lẻ, cho nên là mình nuôi thưa để con cá nó không có bị bệnh, là mình không sử dụng kháng sinh. Thời điểm hiện tại, việc nuôi các loài cá đặc sản như cá hô, trà sóc, dầu cờ, mè hôi trên bè sông Tiền cho thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng một năm. Tuy không cao so với việc nuôi công nghiệp, số lượng nhiều, nhưng được cho là bền vững, ít cạnh tranh.